Bạch Không Khanh mê say đắm sắc đẹp ngọt ngào thuần khiết của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em. Nam Em nhận được cơn mưa lời khen khi tung MV Tình Bỉ Bình với Bạch Không Khanh. Bài hát New Year With You là sáng tác của Mai Phiên, với những giai điệu nhẹ nhàng lãng đãng gợi người là xuân của em. Điều mà em mong vào Tết này là được bên anh ngày qua ngày hát khúc ca mừng xuân về. Bài hát với lời ca và giai điệu như một bản nhạc ngọt ngào của mùa xuân, được Nam Em lựa chọn trình làng khán giả mở đầu cho nhiều dự án mới trong năm 2022. Toàn bộ MV là những cảnh yêu đương lãng mạn của một cặp đôi, được đạo diễn Hồ Hải My chọn những cảnh quay và góc máy tuyệt đẹp, lột tả đôi tình nhân yêu nhau nồng nàn say đắm. Nam Em, Bạch Công Khanh hóa thân thành cặp đôi quấn quýt và ngọt ngào. Cả hai đã mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật khi kể về câu chuyện tình cảm gắn bó. Đặc biệt, màn cầu hôn cuối cùng khiến khán giả xúc động. Nam Em, Bạch Công Khanh đều lột tả được sự thăng hoa, cùng nhau rơi nước mắt sau màn cầu hôn đầy mùi mẫn. Sau khi ra mắt, MV nhận được cơn mưa lời khen khán giả vì giai điệu bắt tai, phần hình ảnh trau chuốt và đặc biệt giọng hát trang phục của Nam Em đều vừa vặn với bài hát, mang đến hình ảnh một Nam Em đầy sức sống và vô cùng xinh đẹp, khiến cho Bạch Công Khanh mê say đắm. Nam Em, Bạch Công Khanh hy vọng sau MV lần này là lời cầu chúc đầu năm mới đến mọi người, rằng năm mới mang đến những niềm vui, ước vọng mới. Nam Em muốn bài hát ngọt ngào lãng mạn này khép lại năm cũ, mở ra năm mới với nhiều hy vọng. Nam Em chúc mọi người luôn được yêu thương và hạnh phúc trong tình yêu. Hiện tại, Nam Em và Bạch Công Khanh còn rất nhiều dự án thực hiện cùng nhau. Khán giả hãy chờ xem cặp đôi đẹp nhất năm 2022 này sẽ tặng bạn những món quà ý nghĩa gì nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.